Con đường nghịch thiên tầm 109 Một kiếm càn khôn diệt Một kiếm thế giới sinh Cái này là cảnh tượng năm đó Cường Tư Nam nhìn thấy ở trong hắc thạch Hôm nay xuất hiện lần nữa Chỉ là hai đảo hắc thạch dung hợp Hóa thành kiếm thạch màu đen Bên trong cũng nhiều ra rất nhiều tin tức Thiên kiếm tiên sơn Ngàn năm mở ra Được thiên kiếm thạch có thể đi vào Nguyên lại kiếm thạch màu đen này chính là bằng chứng tiến vào thiên kiếm tiên sơn. Thiên kiếm tiên sơn ngàn năm mở ra một lần, chỉ có người tay cầm thiên kiếm thạch mới có thể đi vào trong đó. Ở được có thể mang theo không cao hơn 9 người cùng một chỗ đi vào. Về phần thiên kiếm tiên sơn từ đâu đến, lúc nào mở ra, cái này ở trong thiên kiếm thạch ngược lại không có nói tới. Ẩn chứa thần thông kiếm đạo khủng bố như thế, thiên kiếm tiên sơn kia sẽ là địa phương mênh mông vực nào? Chẳng lẽ thật là cương giả điên giới lưu lại di tích sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Thiên kiếm thạch trong tay, trong đó ẩn chứa một thức kiếm đạo càn khôn sinh diệt. Đây là Khương Tư Nam mệnh danh, tuy bên trong chỉ là hình ảnh thôi, cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể. Nhưng mà với tư cách tham chiếu, cùng kiếm đạo thần thông bản thần tu luyện xác minh, Nhất định có thể tìm hiểu ra Một ít thần tủy bên trong Đều có thể đạt tới Một phần ngàn vạn của chiều kiếm kiệt Chỉ dẫn tung hoành chư thiên vạn giới Cũng không phải hy vọng xa vời gì Trong ánh mắt của Khương Tư Nam Lộ ra phòng mang vô tận Hôm nay hắn tu luyện rất tạp Tu chân tứ nghệ Luyện đàn luyện khí Chế phủ khắc trận Hắn tất cả đều có đọc lướt qua Trong đó trận đạo cùng đan đạo Tạo nghệ cao nhất đã đạt đến trận vương cùng đan vương luyện khí cùng chế phủ thì hơi yếu hơn nhưng mà hôm nay nhất pháp thông vạn pháp thông đã có trận đạo làm bản nguyên coi như là luyện khí cùng chế phủ ở trong mắt của khương tư nam cũng trở nên có chút đơn giản rồi trừ lần đó ra hắn còn kiêm tu kiếm đạo tu vạn pháp thần thông chỉ đạo hôm nay hắn tu luyện rất nhiều thần thông đạo pháp thông thần kiến thức bản thân cũng đạt tới tông sư cảnh bất quá khương tư nam biết rõ bất luận là kiếm đạo cũng tốt trận đạo cũng thế kỳ thật căn bản của hắn vẫn là hồng bông tạo hóa kinh hôm nay con đường của hắn cũng càng ngày càng rõ chính là đọc lướt qua vạn pháp tụ tập trăm tông đi ra một con đường chính thức thuộc về mình kiếm đạo được xưng là sát phạt chi đạo đệ nhất mà trận đạo cũng là tồn tại được xưng là cùng giai vô địch không biết ta đồng thời kiêm tu hai đạo này chiến lược của ta sẽ đạt tới cấp độ gì đây Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói Tuy hôm nay hắn chỉ là vương giả sơ kỳ Nhưng mà dựa vào các loại thủ đoạn Coi như là vương giả đỉnh cấp Cũng có thể chém giết Nói là vương giả vô địch cũng không đủ đâu Sau khi tạo hóa biến viền mãn Khương Tư Nam vốn là cho là Có thể hoàn toàn thừa nhận lục như thương long quyết Nhưng mà hắn phát hiện lục như thường long quyết này Không hồ là thần thông trí cao của long tộc Phòng phất như theo tù vi của mình tăng lên Mà tăng lên Thầm bất khả trắc không có cực hạn Hôm nay hắn vẫn chỉ có thể thi triển ra gấp trăm lần chiến lược Kiên trì không đến một phút đồng hồ Một phút đồng hồ thời gian Gấp trăm lần chiến lược Đã đủ ở thời khắc mấu chốt Để cho ta chém giết cường giả hoàng đạo Cường từ nam trải phút Lại thủ đoạn của mình Đối với chiến lược của mình Cũng có hiểu rõ càng thêm sâu Hai vị lão tổ Không biết các người có nghe nói qua Tiền kiếm tiền sơn hay không đó là một nơi thế nào khương tư nam đi tới trước mặt thiên tuyệt địa diệt nghe ngóng sự tình thiên kiếm tiên sơn hắn ở trần cường giới chưa từng có nghe nói qua thiên kiếm tiên sơn rất có thể đây là di tích tiên đạo ở thái sơ đại thế giới ngươi lại biết tiên kiếm tiên sơn sao khương thiên tuyệt có chút kinh ngạc nhìn khương tư nam hắn xác thực biết rõ thiên kiếm tiên sơn tuy cái này ở thái sơ đại thế giới chưa tính là bí mật gì nhưng mà chân cương giới nên không ai biết mới đúng khương thiên tuyệt cũng không có hỏi tới chậm rãi nói thiên kiếm tiền sơn chính là di tích tiên đạo rất nổi danh ở thái sơ đại thế giới không có ai biết nó từ đâu đến cũng không biết rõ lai lịch của nó phảng phất như tời thư kỳ thượng cổ truyền tới chỉ biết thiên kiếm tiền sơn mỗi ngàn năm mở ra một lần chỉ có tù vị dưới tôn thiên cảnh hơn nữa, tay cầm thiên kiếm thạch mới có thể vào. Thiên kiếm thạch là bằng chứng tiến vào thiên kiếm tiền sơn, tầm cộng có 100 khối thiên kiếm thạch. mỗi một khối có thể mang 9 người tiến vào thiên kiếm tiền sơn. Không ai có thể biết trong thiên kiếm tiền sơn có cái gì, bởi vì người tiến vào sau khi đi ra đều giữ kín như bưng. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, Chính là trong thiên kiếm tiền sơn có đại cơ duyên Hơn nữa là cơ duyên vô thượng về kiếm đạo phàm là tiến vào thiên kiếm tiền sơn đều là kiếm tu sau khi đi ra tu vi tăng nhiều ở trong thời gian ngắn đều trở thành một đời trí tôn cường giả khương thiên tuyệt hít sâu một hơi tiếp tục nói mẫu chốt nhất chính là phàm là người tiến vào thiên kiếm tiên sơn chỉ cần không chết cuối cùng nhất đều có thể vượt qua phi thăng thiên kiếp tiến vào tiên giới thành tựu chân tiên quả vị vô thượng cái gì ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động. Cái này chẳng phải đã nói, thiền kiếm tiền sơn có đại cơ duyên để cho người ta thành tiên. Trong thiền kiếm tiền sơn có thể đạt được thần thông kiếm đạo. Khương Tư Nam không nghi ngờ, nhưng mà có cơ duyên để người ta vì thằng tiên giới, liền không thể không khiến người ta điên cuồng rồi. Phải biết rằng coi như là trí tồn tôn thiên cảnh, cũng không quá đáng, chỉ có vạn năm thọ nguyên. Cuối cùng nhất nếu không thể đột phá vẫn sẽ hóa thành bụi đất. Chỉ có phi thăng tiền giới mới có thể trường sinh bất tử thọ cùng trời đất. Khương Địa Diệt tiếp lời nói, cho nên có thể nghĩ thiên kiếm thạch này trân quý, coi như là linh khí trí tôn, thánh dược phù thượng cũng không đổi được. Tuy một trăm khối thiên kiếm thạch không ít, nhưng mà thái sơ đại thế giới quá mềm mông. Hơn nữa chung quanh thái sơ đại thế giới còn có ba nghìn trung thiên thế giới. Một khối thiên kiếm thạch xuất thế đều sẽ gây ra gió thành mưa máu vô tận coi như là giữa thánh địa tông môn gia tộc ở trần tiền ở thái sở đại thế giới cũng đánh đập nhau tàn nhẫn để mà tranh cướp đấy bởi vì cần nhận được một khối tiền kiếm thạch không có gì bất ngờ xảy ra có thể tạo ra chính vị trần tiền tương lai khương thiên tuyệt thở dài một hơi nói tuy khương tộc chúng ta không kém nhưng trong lịch sử vạn năm qua cũng không quá đáng chỉ lấy được thiên kiếm thạch một lần vẫn là cùng mấy đại gia tộc khác của thiên đế sơn cộng hưởng khương tộc ta tiến vào trong đó ba người về sau tất cả đều phi thăng tiên giới đột nhiên con mắt của khương thiên tuyệt bỗng nhìn trừng tròn xe chứng kiến một vật trong tay khương tư nam lập tức liền truyền không ra ánh mắt đây là đây là thiên kiếm thạch à khương thiên tuyệt cùng với khương địa diệt nhìn nhau có chút giàn nản nói ở trong tay của khương tư nam một viên kiếm thạch màu đen lớn cỡ lòng bàn tay, toàn nhiên cực kỳ cổ xưa, tàn mát ra một gỗ chấn động cực kỳ dị. Mình bông mà thần bí lắm. Hai vị lão tổ, thiên kiếm thạch này cũng là ta trong lúc vô tình lấy được. Cương Tư Nam nói mình làm sao ở đấu giáo hội đạt được hắc thạch kỳ dị. Cùng với tư thế nào mà ở trong tay thánh tử lấy được một khối khác nói hết một lần. Ngay cả hắn cũng có chút hoài ý muốn Thật không ngờ thiên kiếm thạch kia trần quý như thế Quan hệ đến đại cơ duyên thành tiên Người thật đúng là người có đại khí vận Thiên kiếm thạch trần quý như thế Lại có thể đơn giản lấy được Nếu bị người khác biết rõ Chỉ sợ sẽ ghen ghét đến nổi giận đấy Khương thiên tuyệt cười khổ một tiếng Cùng Khương thiệt diệt nhìn thoáng qua một phát Xác nhận đúng là thiên kiếm thạch Loại chấn động kỳ dị này không cách nào giả tạo Cuối cùng trịnh trọng trả lại cho Khương Tử nào. Từ Nam, người nhất định phải cất kỹ tiền kiếm thạch, tuyệt đối không thể đơn giản để cho người ta chứng kiến. Nếu không coi như là cường giả trí tôn cũng không muốn ra mặt sát nhân đoạt bảo. Khương Thiên Tuyệt chậm rãi nói, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia thần sắc không có ý tứ nói. Từ Nam, hai lão sao hỏa chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Chúng ta hy vọng đến lúc tiền kiếm tiền sơn vỡ ra, người có thể mang hai ba đệ tử Khương tộc tiến vào có được không? Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt mặt mo đỏ bừng nhưng vẫn thản nhiên nói. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười đáp. Hai vị lão tổ yên tâm, ta cũng là một phần tử của Khương Tộc. Đợi đến lúc thiền kiếm tiền sơn mở ra, tự nhiên ta sẽ mang người Khương Tộc tiến vào mà. Đồng thời trong nội tâm Khương Tư Nam, đối với hai vị lão tổ cũng nhiều hơn rất nhiều hào cảm. Hai người này chứng kiến thiền kiếm thạch, vậy mà không có lộ ra tham lam cùng lưu luyến, trả lại cho Khương Tư Nam chỉ là từ góc độ khương tộc xuất phát hy vọng khương tư nam có thể mang đệ tử khương tộc tiến vào loại long dạ này để cho khương tư nam có chút bội phục rồi bởi vì hai vị lão tổ một chút cũng không có nói muốn khương tư nam dẫn bọn hắn tiến vào đây chính là thư duyên thành tiên bọn hắn biết rõ nếu mở miệng dùng tính cách của khương tư nam chắc chắn sẽ không cự tuyệt nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy <laughs> Được được Hôm đại thuận dương nhất mạch sắp trở về tổ địa Hơn được có bảo vật như thiên kiếm thạch Khương tộc chúng ta nhất định Có thể tái hiện huy hoàng Ở hơn một vạn năm trước Khương thiên tuyệt cùng khương địa diệt Đều nhìn nhau Lộ ra thần sắc vô cùng kích động Cà ca 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 Chúng ta đến càn nguyên vực rồi Chúng ta sắp về nhà rồi Vừa lúc đó Một thanh âm kích động và thanh thúy vang lên Khương vũ điệp dung nhàn xinh đẹp chạy tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ hưng phấn. À, đã tới sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, cùng hai vị lão tổ đi ra gian phòng, đi lên trên vòng tàu. Xa xa dãy núi phản khe, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, để lộ ra mãng hoàng chỉ khí. Có hoàng thú cường đại gào rú, hùng cầm đang kêu to. Bọn hắn đã đến địa giới của đại hoang sơn. Khương Tư Nam nhìn sông núi quen thuộc trước mắt, tâm tình cũng có chút kích động. Rồi nhà 5 năm, hôm nay rốt cuộc cũng trở lại rồi. Lúc này đây trở về, cương Tư Nam chẳng những có lực lượng cường đại, quan sát toàn bộ trận cường giới. Hơn nữa mang theo hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đến, tìm được tin tức Khương gia tổ địa, hoàn thành ý nguyện của gia gia cùng với các vị tiền bối. cả cả chúng ta là về Ngọc Kinh Thành trước, hay đi Đại Hoàng Bí Cảnh trước đây? Khương Vũ Điệp ôm cánh tay của Khương Tư Nam, dí dỏm nói. Đi tới cản nguyên vực, tâm tình của nàng cũng cực kỳ hưng phấn. Khương Vũ Điệp đi rồi, chuyện đã xảy ra ở cản nguyên vực. Khương Tư Nam cũng nói cho nàng ngay. Bởi vậy nàng cũng biết hôm nay, Đại Hoàng Bí Cảnh cùng Ngọc Kinh Thành đều ở trong tay Khương Già không chế. Về Ngọc Kinh Thành đi, xa xa Đại Bá còn có Đại Ca, có lẽ đều ở đó. Đại Ca là Hoàng đế của Đại Càn Vương Triều, giờ phút này nói không chừng đang vào chiều cũng nói không chừng khương tử nam cười chiều gẹo đói mặc dù đại hoàng bí cảnh ở trong khống chế của khương gia linh khí dồi dào là một thánh địa tu luyện nhưng mà khương tử nam biết rõ dùng tính tình của lão gia tử chắc chắn sẽ không đứng ở trong đại hoàng bí cảnh lão gia tử vẫn quen ở trong ngọc kinh thành hơn ánh nắng sáng sớm kìm sắc từ trên đường chân trời đằng xa bay đền xuyên thấu tầng mây hoa mỹ chiếu qua rãnh núi xuyên qua rừng cây đảo qua đại địa mênh mông cuối cùng chiếu rọi ở trên tường thành ngọc kinh thành pha tạp. ánh sáng trói lọi ôn hòa mà mỹ hảo chiếu vào trên mặt người đi đường buồn ngủ mông lung chiếu vào khôi sáp thiết sáp bòng vòng trên tường thành cũng chiếu vào trong con ngươi kiên nghị của quân thủ thành tỉnh lại đế quốc khổng lồ này khi đám người khương tư nam đứng ở trong hư không nhìn thanh tri cổ xưa phía xa, nắm chìm trong ánh mặt trời. Tuy cũng không tính là xa hoa cũng cao lớn, nhưng lại có một loại cảm giác thân thiết. Gió sớm có chút lạnh, trong không khí có hương thơm bùn đất. Ngoài cửa thành là màng lớn, màng lớn cây cải dầu hoa. Trên quan đạo bụi đất tung bay, có thường nhân xe ngựa vội vàng chạy về phương xa. Hết thảy yên tĩnh và mỹ hảo. Khương Tư Nam nhìn hết thảy trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Ngọc Kinh Thành, ta đã trở về rồi đây. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác gần hương lo lắng. Không biết những người quen trong trí nhớ kia, hôm nay trôi qua như thế nào? Còn ở trong thành trì cổ xưa kia hay là không? Khương Vũ Điệp đi tới bên người Khương Tư Nam, khẽ cười nói. Cà ca, ca, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy đám người ra ra rồi. Sao huynh lại đột nhiên trở nên có chút đa sầu đa cảm. Đây cũng không phải là phong cách của huynh à. Khương Tư Nam sủng định sờ lên cái đầu nhỏ của Khương Vũ Điệp, cười nói. Đúng vậy, sắp nhìn thấy đám người ra ra rồi. Ta đây rất là cao hứng. Tiểu đứa tử như người biết cái gì. Đây chính là thành trì Khương gia chúng ta kiến tạo sao? Khương Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Trong ánh mắt có một thiết kỳ dị. Đúng vậy hai vị lão tổ Toàn Ngọc Kinh Thành này đã tồn tại hơn một ngàn năm. Nghe nói là tổ tiên đời thứ nhất thành lập. Có lẽ là Khương Thái Hư Lão Tổ ạ. À? Khương Tư Nam kẽ cười đáp. Tuy nhìn quen thiên cung cùng động thiên phúc địa mênh mông của Trần Cường Giới. Nhưng chỉ có Toàn Ngọc Kinh Thành sinh hắn đuổi hắn này mới để cho hắn cảm giác được thân thiết nhất. Ngọc Kinh Thành, Ngọc Kinh Thành chỉ sợ Tư Nam người cũng không biết lai lịch của Ngọc Kinh Thành rồi. Khương Thiên Tuyệt có chút thở dài một hơi nói bầu trời bạch ngọc kinh mười hai lầu năm thành tiền nhân phủ phàm trần kết tóc thủ trường sinh bởi vì ngọc kinh thành này chính là danh tự thành trì của khương gia tổ điện chúng ta coi như là thái hư tộc huynh đi tới nơi vắng vẻ này như trước không có quên tổ địa khương gia chúng ta đấy khương gia tổ thành ngọc kinh thành sao ánh mắt của khương từ nam lóe lên thì trang ngọc kinh thành này thậm chí coi lai lịch như vậy từ nam mang bọn ta vào thành đi ta đã cảm thấy trong Ngọc Kinh Thành có không ít người huyết mạch khương tộc. Xem ra quả nhiên như lời người nói, đây là một địa phương kỳ dị. Khương địa diệt cũng kẽ mỉm cười nói. Vừa rồi quên thần của hắn, đảo qua cả toàn Ngọc Kinh Thành, phát hiện rất nhiều người khương tộc, khoảng chừng mấy chục vạn người, để cho trong lòng của hắn cũng có chút kích động cùng chờ mong. Khương từ Nam gật đầu nói, tốt, bất qua Ngọc Kinh Thành này là một thủ đồ phạm nhân, tu vi cao nhất chỉ là chân thiên cảnh Phần lớn là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh Mọi người chúng ta thu liễm khí tức bản thân Không nên quấy nhiễu bọn hắn Tất cả mọi người nhẹ gật đầu Thu lại khí tức trên thân Lập tức trở nên như là phạm nhân Từ trên đám vây đáp xuống Đi theo mọi người vào ngọc kinh thành phun bọn hắn có thể trực tiếp bay vào trong ngọc kinh thành Nhưng mà Khương Tư Nam đưa từng năm năm chưa về Hôm nay trở về đây muốn xem xem Ngọc Kinh Thành biến hóa, bởi vậy toàn người mới quyết định từ cửa chính mà vào. Chỉ là dù bọn hắn như là phạm nhân, nhưng nam anh Tuấn bất phàm, nữ dung nhàn tuyệt lệ, khi vũ hiền ngang, khi chất cao nhã như thế, cũng có tránh khỏi làm cho người ta ghé mắt nhìn. Nhất là chúng được bên trong, bên người cương tư nam. Cả đám phong hoa tuyệt đại, thành thể thoát tục, tự như tiền tử không ăn nhân gian khói nữa. Đột nhiên xuất hiện ở trong ngọc kinh thành để cho tất cả mọi người xôi trào vây quanh không rời mắt khương tư nam cười khổ một tiếng thầm nghĩ mình sai lầm rồi tuy thủ điểm khí tức nhưng mà quên dung nhan tuyệt sắc của chúng nữ bên người đột nhiên xuất hiện ở trong phạm trần quốc độ nhất định sẽ bị giật nảy mình nhưng mà hôm nay đã không có biện pháp gì bọn hắn đành phải cùng một chỗ đi vào trong ngọc kinh thành giờ phút này ở bên cửa thành có một thanh niên tay cầm quạt xếp trang phục công tử ca khuôn mặt anh tuấn nhưng mà mặt mày tầm đó lại tràn đầy lỗ mãng khẽ cau mày nói chuyện gì xảy ra thế này vì sao cờ thành phía dưới ồn ào như thế một trung niên nhân râu cát trê đứng ở bên cạnh hắn có chút tặc mì thử nhãn nghe vậy nịnh nọt cười nói à, à, khởi bẩm thượng tiên phía trước có một đám người vào thành chỉ là trong đó có phải nữ tử dung nhan tuyệt lệ bởi vậy mới làm mọi người vây xem ạ À, nữ tử dung nhan thanh lệ hả? Chúng ta cũng đi nhìn xem nào. Ánh mắt của thanh niên sáng ngời, lập tức lăng không bỏ lên, cầm lấy trung niên nhìn rầu ca rê, chậm rãi rơi vào cửa thành phía dưới. Là thượng tiên à? Không biết ai kinh hồn một tiếng, mọi người vốn vây xem đều như là chuột thấy mèo thất kinh, vội vàng tứ tán đé ra. Thượng tiên à? Ánh mắt của Khương Tư Nam đé lên, hắn cũng nhìn thấy nam tử lỗ mãng từ trên hư không rời xuống kia. Cường Tử Nam lập tức nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, tuy nam tử này căn cơ không sâu, nhưng lại đạt đến anh thiên cảnh sơ kỳ. Theo lý thuyết, căn nguyên vực không nên có tu chân giả cường đại như thế mới đúng. Thanh niên này có lai lịch ra sao? Chỉ là nam tử lỗ mãng không có nhìn cường Tử Nam. Ánh mắt rơi vào trên người chúng nữ Hoàng Thiên Y. Ánh mắt lửa nóng phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống chúng nữ loại ánh mắt như lăng như hổ kia để cho sắc mặt chúng nữ đều trầm xuống đồng thời hừ lạnh một tiếng nhưng mà nam tử lỗ mãng phảng phất như không có phát giác ra được mở quạt xếp ra ra vẻ tiêu sái đi tới khẽ cười nói không biết à, phương danh của mấy vị cô nương ta trên đà thượng tiên của ngọc kinh thành không bằng để ta mang mấy vị cô nương thưởng thức phong cảnh của ngọc kinh thành này thoáng một phát thấy như thế nào trong ánh mắt nam tử lỗ mãng lộ ra thần sắc si mê một bộ sắc híp híp ánh mắt nóng bỏng chạy ở trên thân của chúng nữ phảng phất như muốn lột sạch y phục của các nàng ra hơn nữa hắn trực tiếp đi tới muốn nắm tay của hoàng thiên y thẳng đến lúc này hắn mới nhìn thấy khương Từ nam ngăn ở trước mắt trong ánh mắt lộ ra một vẻ không kiên nhẫn thành ngầm lạnh lùng nói cút một cỗ pháp lực bàng bạc phun ra ông tài áo của hắn hất lên như đuổi rồi muốn quét khương từ nam đi hắn đường đường là thượng tiên anh thiên cảnh ở càn cả nguyên vực chính là tồn tại mạnh nhất có thể nói là muốn làm gì thì làm khương tư nam trước mắt thoạt nhìn tuy có chút thành tú tuấn lãng nhưng mà ký thức trên thần là phạm nhân có tư cách gì chiếm hữu tiên tử xinh đẹp như vậy cho nên hắn vốn tưởng rằng hất ống tay áo lên có thể trực tiếp vùng khương từ nam bay ra ngoài nhưng để cho hắn kinh ngạc phát hiện một tay áo này đối với Cường Tử Nam Lại không có chút tác dụng nào Con mắt của Cường Tử Nam Nhẹ nhàng híp lại Lộ ra một tia thần băng lạnh như băng Thần sắc người phía sau hắn cũng lạnh như băng Thật không ngờ Lại chạy đến một mặt hàng như vậy Muốn đùa dẫn trung nữ hoàng thiên y Quả thực là không biết sống chết Cút Cường Tử Nam cũng học trong một chữ Lập tức liền như lôi cuốn gồn cuộn Sóng âm can quét tứ vương Vô cùng khủng bố Nam tử lỗ mãng biến sắc Toàn thân như bị xét đánh Đột nhiên phun ra một cụm máu tươi Trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Khương Tử Nam Oanh Hùng dị phọt lên Phiến tới một cái tát Một tiếng vàng thành thúy truyền đến Nửa bên mặt của nam tử lỗ mãng sưng phù Hàm răng nát bấy hò ra từng ngụm máu lớn Trong ánh mắt màng theo vẻ kinh hãi Khó có thể tin Nam tử lỗ mãng rút cuộc biết Lần này là đã trúng thiết bản rồi năm người trước mắt nhìn như phạm nhân kia vậy mà đều là cao thủ tưởng tượng không đến nhất là thiêu niên thành tú này chỉ một chữ liền để cho thần hồn của mình trọng thương đây tuyệt đối không phải anh thiên cảnh có thể làm được chẳng lẽ hắn là đại năng thông thiên cảnh sao trong ánh mắt của nam tử lỗ mãng lộ ra thần sắc sợ hãi run rẩy nói các ngươi là người phương nào cũng dám đến ngọc kinh thành náo sự chờ cường giả tiền thành ta dám uhm, lầm đến đây các người đều chết không có chỗ chôn đâu. Tiểu Hàn, ta không muốn nghe hắn nói nhảm đâu, điều tra hắn đến cùng là người nào cho ta, tại sao lại xuất hiện ở bên trong Ngọc Kinh thành này. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng, trong lòng của hắn cũng sinh ra vẻ lo lắng, không biết vì sao, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Được. Ắn Mộc Hàn đi ra, ánh mắt tản mát ra hào quang quỷ dị, trực tiếp thi triển sư hồn thuật của Ma Môn cưỡng ép xâm nhập đến trong thần hồn của nam tử Lỗ Mãng, muốn đọc trí nhớ của hắn. Nhưng mà bỗng nhiên Đoan Bộc Hàn biến sắc, hai mắt của nam tử Lỗ Mãng trước mắt mất đi thần thái, trực tiếp chết rồi. Đại ca, có người hạ cấm chế ở trong thần hồn của hắn, vừa rồi ta muốn đọc trí nhớ, thần hồn của hắn liền tự động vỡ tan rồi. Thân sắc của Đoan Bộc Hàn cũng có chút khó coi, không cần tới một tiểu nhân vật anh thiên cảnh trong thần hồn để có cấm chế quỷ dị như thế Trong thần hồn có cấm chế sao Mà kệ đi Chúng ta đi hoàng cung nhìn một chút trước nào Sự cảm bất hảo trong nội tâm Khương Tư Nam Càng ngày càng mãnh liệt Hắn cũng không có bất kỳ tâm tư Đi dạo Ngọc Kinh Thành rồi Cũng không có công phu phản ứng Trùng điền nhân dầu cá trê Sợ tới mức lạnh run kia Cùng mọi người hóa thành một đạo lưu quang Lập tức liền vọt về phía hoàng thành trung ương nhất nguyên thần lực bằng bạc của khương tư nam phóng xạ ra sắc mặt của hắn rất ngưng trọng ngọc kinh thành lại có cường giả anh thiên cảnh xuất hiện đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nam tử đỗ mãng kia có lai lịch ra làm sao mẫu chốt nhất là năm người xa, xa xa đại bá đại ca như thế nào rồi hôm nay tu vi của khương tư nam đạt đến vương thiên cảnh về sau dễ dàng đến bao trùm toàn bộ ngọc kinh thành ở trong cảm giác của hắn xa xa cùng đại bá đều bế quan ở mật thất dưới đất trong hoàng thành. Đại ca thì đang thiết triều, ngồi ngay ngắn trên phương tọa tổ chức triều hội. Lúc này Khương Tư Nam mới hơi có chút yên tâm. Người trọng yếu nhất của mình đều con, Cái này trọng yếu hơn tất cả. Hoàng thành, càn nguyên điện, Khương Vân Thiên đều đội bình thiên quan, mặc cũ trảo long bào, khuôn mặt rất tuấn đãng nhưng lại đã nhiều thêm vài phần khí tức uy nghiêm. Chỉ đã giờ phút này hắn thoạt nhìn có chút gầy gò, trên mặt mang thần sắc lo lắng. Dưới càn nguyên điện, quỳ đầy văn võ bá quan. Giờ phút này đang tiến hành tào triều. Phía dưới có đại thần tấu sớ. chị đã khương vân thiên giống như là không yên lòng, ánh mắt có chút phiểu hốt. Bỗng nhiên, toàn thân của khương vân thiên chấn động. Trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Hắn vội vàng nhìn văn võ bá quan hồ một tiếng, bãi triều trong ánh mắt sở không được ý nghĩ của văn võ đại thần khương vân thiên vội vã đi tới trong hậu điện đại ca khương tư nam cùng khương vũ điệp đồng thời hôm một tiếng khương vân thiên vừa nhảy vào trong hậu điện toàn thân liền chấn động trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin cuối cùng hóa thành một thanh âm kích động mà vui sướng từ nam vũ điệp con mắt của khương vân thiên có chút đỏ lên hắn hít sâu một hơi trong ánh mắt Độ ra vẻ tươi cười ôn hòa nhìn khương tư nam cùng khương vũ điệp vẫn đang khuôn mặt trong trí nhớ chỉ là so với trước càng thành thục hơn một chút khương tư nam bạch y trắng tuyết tuấn lãng bất phàm khương vũ điệp thanh lệ thoát tục như tiên tử giữa hồng trần giờ phút này nhìn về phía khương vân thiên ánh mắt ửng đỏ hai mắt của khương vũ điệp đã bịt kín một tầng khơi nước năm năm thời gian không dài nhưng mà ở thời khắc này thật giống như cách vụ tận tế nguyệt lần nữa tường kiến khương tư nam vọt lên cùng khương vân thiên hùng hằng ôm nhau một cái một cảm xúc không nói gì tràn ngập trong nội tâm của hai người khương Vũ điệp cũng đứng ở một bên hai mắt mơ hồ nhưng mà trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười vui vẻ từ nam lần này người đi dài tới năm năm còn có vũ điệp những năm này không có chút tăm hơi để cho chúng ta lo lắng khẩn chết chẳng qua hiện nay cuối cùng các người cũng trở về rồi. Trên mặt Khương Vân Thiên tràn đầy nụ cười ôn hòa, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Bà Huỳnh vội cùng một chỗ, giống như có chuyện nói không hết. Loại cảm xúc này thậm chí đầy nhiễm mọi người ở sau lưng. Trên mặt mọi người cũng có chút vui vẻ rồi. Đợi cho đến lúc Khương Vân Thiên phát hiện mới có chút ai nấy liếc nhìn mọi người. Sau đó nói với Khương Tử Nam. Tử Nam, ở đây tỉnh tuyết cùng Đích Kim Long ta có nhận thức những người khác là ai vậy? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, Đại ca, những người này đều là sư huynh đệ bằng hữu của ta. Mình nhanh gọi đám người ra ra cùng đại bá tới, ta giới thiệu cho mọi người. Ra ra cùng phụ thân... Thân sắc của Khương Vân Thiên hơi đổi, nhưng vẫn xảo diệu che giấu qua. Hắn khẽ mỉm cười nói, Ra ra cùng phụ thân còn đang bế quan, chúng ta không nên quấy rầy bọn hắn lúc này đây để trở lại không dễ dàng gì chúng ta đi ngự hoa viên hôm để đón gió tẩy trần cho mọi người nhưng mà khương tư nam vẫn phát hiện thân sắc của khương phần thiền biến hóa cộng thêm lúc trước ở cửa thành gặp được một màn kia sự cảm bất hảo trong nội tâm khương tư nam càng ngày càng mạnh đại ca xa xa cùng đại bá không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ thân sắc của khương tư nam trở nên có chút nghiêm túc đâu có chuyện gì để suy nghĩ nhiều rồi khương vân thiên cười ha hà nói từ nam hôm nay toàn bộ cản nguyên vực chỉ có một quốc gia chính là đại càn vương triều chỉ có một tông môn tu chân chính là khương gia chúng ta dù là càn nguyên tông năm đó cũng kém chúng ta để xem đại ca ta những năm nay không quá để ý tu luyện cũng đạt đến trần thiên cảnh viên mãn đâu có chuyện gì lớn để không cần nhiều đời ta đi mở tiệc đón gió tẩy trần cho mọi người không đúng Khương Tư Nam chăm chú nhìn Khương Vân Thiên nói Đại ca không nên gạt ta Ta biết rõ Huynh nhất định Đã có chuyện gì đó gạt ta Chỉ sợ Huynh còn không biết Ở cửa thành ta giết một nam tử tự xưng là thượng tiên Hắn đến cùng là người phương nào Cái gì Để giết hoa phong à Từ Nam Hôm nay để rốt cuộc là cảnh giới gì Bất quá coi như để cường thịnh trở lại Cũng không phải đối thủ của những người kia Lần này xong thật rồi Những người kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho đệ từ Nam để nhanh rời khỏi nơi đây. Mà không đợi bọn hắn trở lại. Để muốn đi cũng đi không được rồi. Để mau đi đi. Thần sắc của Khương Vân Thiên đại biến. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn phát giác không đến tu vi của Khương Tư Nam hôm nay. Nhưng trong lòng rất gấp gáp vội vàng thúc giục Khương Tư Nam nhanh chóng chạy đi. Tuy Khương Tư Nam giết Hòa Phong để cho hắn có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cho rằng coi như thiên phú của Khương Tư Nam phi phàm Nhưng chỉ 5 năm thời gian, tôi đã là anh thiên cảnh viên mãn mà thôi. Mà anh thiên cảnh, ở trong đám người khủng bố kia, chỉ sợ là tồn tại kế cuối. Đại ca, người đó những người kia đến cùng đã từ đâu đến? Tại sao càng nguyên vực chúng ta có thể có tù chân giả trên anh thiên cảnh? Hôm đại huynh nhất định phải nói tin tưởng ra. Trong nội tâm của Khương Tư Nam trầm xuống, hắn biết rõ chỉ sợ đã đã xảy ra chuyện lớn rồi từ nam người đừng có hỏi nhiều như vậy người giết hoa phong đã xông vào đại họa rồi nhanh đi đi ta giúp các người kéo dài thời gian cho Khương vân thiên cực kỳ sốt ruột vội vàng thúc giục nói vân thiên được quyền nữa vừa lúc đó một thanh âm gián đua vang lên trong đại điện từ bên ngoài chậm rãi đi tới hai thân ảnh ra ra đại bá hai người xuất quan rồi hả Khương tư nam vừa nhìn thấy hai người kia trong ánh mắt lập tức lộ ra hào quang vui sướng nhưng mà sau một khắc thân sắc của cương tư nam đột nhiên đại biến ra ra chân của người còn có đại bá tách của người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì trong ánh mắt của cương tư nam đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang rét lạnh sát cờ như thực chất hai người đi tới kia xác thực là lão gia tử khương viễn sơn cùng đại bá khương tử thanh nhưng mà hôm nay Lão Gia Tử ngồi trên xe lăn Trọng ống quần thùng thình Hai chân đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa Mà cánh tay phải của Khương Tử Thanh Cũng không cánh mà bay Giờ phút này lão gia tử phảng phất như giả đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam lại tràn đầy ôn hòa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai đã thương hai người? Khương Tử Nam sống tới, ôm lão gia tử hai mắt huyết hồng hốc mắt đầy nước chảy ra đạo đạo huyết lệ trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn cao rú khương tử nam cơ hồ muốn điên cuồng hắn chưa từng nghĩ đến xa xa cùng đại bá sẽ như vậy vốn là tướng quân bách chiến thiết huyết tư thế oanh hùng cao ngất hôm nay trở nên như lão nhân tuổi xế chiều bị người ta chém đứt hai chân chém gãy cả tay khương tử nam hận muốn điên người nội tâm tràn đầy sát cơ. Nhiệt độ trong đại điện giảm mạnh, trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh. Bọn họ đều biết Khương Tư Nam là người trọng tình trọng nghĩa. Tùy thoạt nhìn rất hiền hòa đấy, nhưng mà người thân cận nhất của hắn chính là nghịch lân, sờ vào là phải chết. Hôm nay, xa xa cùng đại bá bị người ta chặt đứt tay chân, có thể nghĩ Khương Tư Nam vẫn nộ như thế nào. Xa xa, đại bá, Khương Vũ Điệp cũng lao lên Ôm lão gia tử rơi lệ đầy mặt Cực kỳ thương tâm cùng phẫn nộ Khó có thể tưởng tượng được Rốt cuộc là ai sẽ nhận tâm như vậy Đánh lão gia tử tới tình trạng như thế này Bản thân của mọi người Nhìn thấy cũng thương tâm Từ nam Vũ Điệp Các người không nên trở lại chứ Lão gia tử ho khan kịch liệt Trong sắc mặt tái nhật vô cùng Có chút hiền lành Sờ lên mặt Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp thở dài một tiếng. Từ Nam, những người kia khủng bố đến người không thể tưởng tượng. Các người thật sự không nên trở lại đây, còn giết cả Hoa Phong. Chờ phụ thân của hắn trở lại, chắc chắn sẽ không buông thả cho các người. Người chạy nhanh đi, đi càng xa thì càng tốt. Mặt mũi của Cương Tử Thanh tràn đầy đắng chát, không gớt lời thúc giục nói. Ra ra Đại Bá nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đánh các ngươi thành ra như vậy? Ta môn bọn hắn nợ máu, phải trả bằng máu, trong ánh mắt của Khương Tư Nam bắt đầu khởi động đầy huyết quang điên cuồng, thanh ngầm như âm phong từ trong cửa u địa ngục truyền đến, rét lạnh thấu người. Giờ phút này trong nội tâm hắn tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, cả người đã sắp điên cuồng rồi. Tư Nam, người hãy nghe ta nói. Lão gia tử chăm chú nhìn Khương Tư Nam, trên mặt tràn đầy thần sắc hiền lành cùng không muốn chậm rãi nói. Ta biết rõ tính tình của người vững bình không muốn đi, nhưng mà ngươi phải hiểu đạo lý lưu được núi xanh không có lò có củi đốt nếu người chết rồi cường sẽ chúng ta liền thật sự tuyệt hậu thật sự bọn hắn vẫn chưa về người đi nhanh lên đi từ nam người bình tĩnh một chút một thân ảnh tuyệt lệ phiêu nhiên đi tới nắm lấy tay của khương Tương nam trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hoàng thiên y chứng kiến khương tư nam thống khổ điên cuồng như thế trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trận trận thường tiếc cùng đau đớn vẻ điên cuồng trong ánh mắt của Khương Tư Nam giảm xuống, nhưng vẫn tràn đầy sát khí lạnh như băng như trước. Phanh! Khương Tư Nam bay thẳng đến bên lão gia tử cùng Khương Tử Thanh, trung trung điệp điệp quỷ xuống. Trong thanh ngầm tràn đầy run rẩy cùng thống khổ nói, Xa già, đại bá, Tư Nam bất hiếu, hãy các người chịu khổ. Bất qua bật luận là ai trả thương các ngươi, ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá gấp mười 10, gấp trăm lần. dâm dâm Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến. Tòa cung điện cự đại này bỗng nhiên bị một đạo quyền cương khủng bố đập trúng. Lập tức muốn nổ tung lên. Trên hư không xuất hiện một đám thân ảnh khí tức lạnh thấu xương sát khí trùng thiên. Là ai giết con của ta? Lăn ra đây cho ta. Trên hư không một dòng đó như lôi âm cuồn cuộn vang vọng cả thiên địa trở nên vô số thị vệ trong hoàng cung kêu thảm lăn qua lăn lại đầy đất cầm đầu là một lão đạo nhân mặt như xương lạnh trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng sát cơ vô tận khí tức toàn thân bàng bạc áp bách lấy mọi người phía dưới không xong rồi Hòa thắng trần nhân trở lại rồi lần này thật sự xong rồi lão gia tử khương tử thanh cùng khương vân thiên nhìn nhau đều chứng kiến vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt của đối phương hòa thắng bận thạo bảo thành sắc bao phủ linh quang nhàn nhạt dầu bạc trắng bồng bềnh bộ dạng có vài phần tiền phòng đạo cốt. Nhưng vào giờ phút này, ở trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, nhìn chăm chăm đám người cường từ nằm phía dưới. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng người này nhìn rất lạ mặt. Thông lĩnh trú đóng ở kinh thành bẩm báo. Diệt hòa phong là một thiếu niên áo trắng. Nhưng mà những người này thoạt nhìn giống như phạm nhân. Làm sao có thể giết anh thiên cảnh Hoa phong được? Tiểu Súc sinh là người giết con ta, Hoa phong. Hoa thắng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng. Một cỗ khí cơ rét lạnh tập trung vào Khương Tư Nam. Các cương giả phía sau hắn cũng nhìn thẳng tám người Khương Tư Nam. Phảng phất như chỉ chờ hoa thắng ra lệnh đã sẽ bầm thây đám người Khương Tư Nam thành vạn đoạn. Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đổ ra sát cơ, miệng phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên, hạo hạo đẳng đẳng càn quét thiên địa, tự nhiên một chân long kim sắc ngang trời mà đến, để cho vô số vân hà ở trên không ngọc kinh thành đều quét ngang không còn cút xuống cho ta thanh ngầm của khương tư nam ẩn chứa Nỗ khí cùng sát cơ vô tận khí thế mênh mồng cuồn cuộn sông lên trời phát động đại thần thông chân long thần âm sắc mặt của hòa thắng đại biến giờ khác này hắn phảng phất như cảm giác được mình đôi mặt với một thượng cổ trần long gào thét nguyên thần chấn động kịch liệt toàn thân xuất hiện một chút vết máu lập tức từ trên hư không rơi xuống. đám cơn giả sau rừng Hoa Thắng cũng đồng dạng như vậy, kêu thảm rơi xuống dưới, toàn thân huyết nhục mơ hồ. thanh âm khủng bố chấn kinh tất cả mọi người. để cho trong ánh mắt Hoa Thắng tràn đầy thần sắc có có thể tin. đây rốt cuộc là người phương nào? quát một tiếng có thể chấn động nguyên thần của hắn, đánh hắn trọng thương, chẳng lẽ thiếu niên kia là một vương giả? Tù vị của Hoa Thắng đã đạt đến nửa bước vương giả. Các đệ tử sau lưng phần lớn là cương giả anh thiên cảnh cùng thông thiên cảnh. Một lời chấn động thiên địa, trọng thường nhiều người như vậy. Coi như là vương giả cũng làm không có được. Thiếu niên này đến cùng là người phương nào? Từ khi nào tu trần giới xuất hiện thiêu niệt vương giả khủng bố tới như thế? Trong ánh mắt của Hoa Thắng tràn đầy vẻ sợ hãi không che giấu được. Mà giờ khác này, Khương Viễn Sơn, Khương Thử Thanh cùng Khương Vân Thiên giống điều hóa đá, phẳng phất nhiên đặt mình ở trong mộng cảnh, đầu óc trống rỗng. Rất lâu về sau, Khương Viễn Sơn với thanh tỉnh lại, đột nhiên xoay đầu, vẻ mặt khó có thể tin, nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt kia, giàn là nói, cái này, cái này có phải thật không? Từ nằm vậy mà thật không ngờ cường đại tới như vậy. Một lời trọng thương tất cả mọi người, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Khương Vân Thiên cảm giác miệng lưỡi có chút phát khô. Dù hắn tâm trí kiên nghị, giờ phút này vẫn có chút nói lắp bắp. Già xa đúng là tư nam. Hắn một lời chấn thương tất cả mọi người. Vì sao đệ đệ lại lợi hại như thế? Cuối cùng là dạng cảnh giới gì? Chẳng lẽ tư nam đạt đến vương giả vô thượng rồi? Khương Tử Thành có chút thì thào tự nói. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Thanh cầm cũng trở nên kích động. Nghe nói toàn bộ chân cường giới chúng ta có ba nghìn vực, rộng lớn khôn cùng. Ở phòng đỉnh phong nhất đúng là vương giả, nhưng mà lúc này mới vài năm, từ nam liền đã đạt đến độ cao như thế sao? Giờ phút này, tâm tình của ba người bọn họ kích động, khó có thể hình dung. Từ buồn phiền đến kinh hỉ, nhất niệm thiền đường, nhất niệm địa ngục, đã trải qua một đoạn nhân sinh mà cả đời khó quên. Vốn đợt thời điểm hòa thắng đến, bọn hắn đều nghĩ lần này thật sự xong đời rồi. Nhưng không ngờ Khương Tư Nam lại cho bọn hắn kinh hỉ lớn đến như thế. Âm! Không cần Khương Tư Nam phần phó, Lý Kim Long mang theo đại thốc tử, hùng nhị, miêu tam, cầu tứ cùng cũng thử, đã sống tới. Sau người bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận. Cái gọi là chủ nhục thần chết. Trước kia Khương Tư Nam tuyệt vọng cùng phẫn nộ như thế, bọn hắn đã sớm không thể giết sạch những người nơi này rồi dâm dâm Sóng cười đi kim long Một chút có không lưu tình Đánh cho bọn người hòa thắng gào khóc Kêu là thảm thiết liên tục huyền nhục toàn thân đang bày tứ tung Vô cùng thê thảm Chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng Bọn họ đều biết Khương tư nam cần người sống Bởi vậy sau khi đánh một trầu mưa to gió lớn Bọn họ đều tự giác lùi xuống Để lại cho Khương Tư Nam Già dạ, già, dạ, đại bá Hắn đã thương các ngươi phải không Khương Tử Nam một cước dẫm trên mặt hoa Thắng, đạp vỡ toàn bộ hàm răng của hắn, thành ngầm băng hàn nói. Phản phất như chỉ cần đạt được xác nhận, Khương Tử Nam sẽ để cho hoa Thắng ở dưới chân sống không bằng chết, trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Từ Nam, người tổn thương ra ra cùng phụ thân không phải là hắn, hắn chỉ là một vị trưởng lão của vạn tiên thành thôi. Trong ánh mắt của Khương Vân Thiên mang theo một tiệt chấn kinh bình phục tâm tình kích động thoáng một phát chậm rãi nói từ nam nghe nói vạn tiền thành kia là thế lực đỉnh cấp của trần cường giới trong đó có ba vị thành chủ đều là tồn tại vương giả nếu chuyện không thể làm người ngàn vạn lần không thể cậy mạnh người trung thực nói cho ra ra hôm nay tu vi của ngươi đã đến trình độ nào rồi lão giả từ nhìn khương tư nam nghiêm túc nói tuy vừa rồi Cương tư nam ra tay để cho lão gia tử cảm giác rất khiếp sợ. Nhưng trong nội tâm lão gia tử vẫn còn rất lo lắng. Cái gì? Vạn tiên thành? Sao bọn hắn lại tới nơi này? Khương Tử Nam cùng Diệp Thích Quân nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc trong mắt của đối phương. Vạn tiên thành chính là một thành trì giao dịch khổng lồ. Tất cả đại tông môn đều đặt cứ điểm giao dịch ở Vạn tiên thành, thu thập thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Tuy Vạn tiên thành không phải một tông môn đỉnh cấp, nhưng cũng rất cường đại có ba vị thành chủ vương thiên cảnh tọa trấn lại nói tiếp thời điểm khương tư nam đi đan khí tông là ở vạn Thiên thành tham gia đan khí đại hội hơn nữa có một ít mà sát với cháu trai của vạn Thiên thành tham thành chủ đặng á lâm căn nguyên vực ở đông bắc của chân cường đại lục vì đại hoàng sơn mạch cùng đầm lấy mây vụ quay quanh vị trí rất bí ẩn người bình thường căn bản không biết cản quyền vực tồn tại Vạn Thiên Thành cách càn quyền vực ức phản giảm vì sao lại tới đây Giật phút này tiểu hòa thượng chạy tới bên người đạo gia tử cười tung tìm nói lão gia tử ngài cứ yên tâm đi hôm nay đại ca của ta ở càn nguyên vực là tồn tại tội hại nhất để nhất thiên hạ tông cũ hành thánh tâm cũng bị đại ca ta tiêu diệt vương giả đỉnh cấp bị đại ca tiêu diệt một đám vạn thiên thành cho nhỏ này tiện tay có thể bóp chết lão nhân ra ngài không cần băn khoăn cái gì Đệ Nhất Thiên Hạ Tông bị Tư Nam diệt hợp Lão ra từ cùng Khương Tử Thanh nhìn nhau Vô cùng kinh hãi Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được Có lẽ năm năm này Khương Tư Nam đã trưởng thành Đến một loại cảnh giới Để cho bọn hắn có có thể tưởng tượng ra Từ Nam Chuyện này có phải từ một năm trước nói tới Trong ánh mắt của Khương Vân Thiên Hiện ra một tia cảm khái Chậm rãi kể lại Thì ra từ khi Khương Tư Nam rời đi Khương Vân Thiên tăng cơ sừng đế Khương thị nhất tộc dùng đại hoàng bí cảnh làm căn bản, tuyển bạt thiếu niên khương tộc trung thành và tận tâm với gia tộc. Cộng thêm năm đó, Khương tư nam tiêu diệt tinh thần tông lưu lại đại lượng bí kíp công pháp. Ở trong thời gian thật ngắn, nên bồi dưỡng được một nhóm lớn tiên thiên cảnh, thậm chí cường giả chân thiên cảnh. Hơn đỡ cản quyền vực, vốn là cục diện tam quốc chân vạc, thảo quyền man tộc khuất phục dưới thiết kỷ của đại càn vương triều. Đức hoàng tử mặc nhiên của đại ly vương triều mang theo con gái tử yên đi ra càn nguyên vực hơn nữa hạ lệnh đại đi phương triều dung nhập vào đại càn phương triều từ nay về sau toàn bộ càn nguyên vực chỉ có một quốc gia đại càn phương triều trải qua 4 năm thời gian khương vân thiên lão gia tử khương tử thanh còn có yến vô cực đều đột phá đến chân thiên cảnh phiền mãn cộng thêm thanh long vệ huyền vũ vệ bạch hổ vệ cùng chu Thức vệ tổng cộng hơn 400 người Tất cả đều đạt đến thiên chân cảnh. Còn lại, cương giả tiền thiên cảnh vô số kể. Khương tộc đạt đến một tình trạng cực kỳ cường thịnh. Nhưng mà ngay ở một năm trước đây, phản tiên thành tam đại thành chủ đột nhiên dẫn đầu đại lượng cương giả hàng lâm. Đầu tiên liền chiếm lĩnh ừ. đại hoang viết cảnh, đuổi tất cả người khương tộc ra. Ở trong lúc này còn giết không ít người. Bọn hắn đến cản quyền vực, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó biết rõ cương tộc là chủ nhân của đại can phương triều bởi vậy không có đuổi tận giết tuyệt khương tộc chỉ là uy bước lợi dụng để cho đại can phương triều phát động lực lượng cả nước vì bọn họ tìm kiếm vật kia ở trong một năm này cục diện bình tĩnh của toàn bộ càn nguyên vực bị đánh phá hơn nữa bởi vì phản tiên thành tiến đến mà ra vào trong trung chuyển vô cùng phản tiên thành tổng cộng đến hơn một ngàn tu chân giả tu vị yếu nhất cũng là anh thiên cảnh mạnh nhất là tam đại thành chủ tất cả mọi người khương gia chúng ta ở trước mặt bọn họ quả thực là không chịu nổi một kích khương vân thiên một quyền đập vào bàn đá bên cạnh trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ bởi vì cần khương tộc ta giúp bọn chúng tìm kiếm đồ vật kia bởi vậy chúng ta may mắn tránh được một kiếp nhưng mà cháu trai đặc á lâm của tam thành chủ chính là một dâm côn vô sỉ không biết tù luyện ta công gì trong một năm này tai họa vô số nữ tử thanh bạch. Có một lần, Đặng A Lâm để ý con gái của Nam Cung chính hùng tướng quân. Xa xa cùng phụ thân tiến đến câu tinh, nhưng mà chẳng những không có thành công, ngược lại vì Đặng Á Lâm lột bỏ hai chân cùng hai tay. Khương Vấn Thiên có chút nói không được nữa, hốc mắt để lại đạo đạo huyết lệ, tràn đầy sát ý điên cuồng, xúc sinh. Hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diện đều đã tính tình đóng này, giờ phút này không khỏi giống lên một tiếng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ người cương tộc lại gặp phải đãi ngộ như thế cái này để cho hai người bọn họ hận muốn điên người hận không thể hiện tại liền tiến đến diệt sạch người của vạn tiền thành gì kia những người này đáng chết ân mộc hàn lạnh lùng học cho một câu trong ánh mắt hàn quang lập lè thiếu chủ xin ngài hạ lệnh ta liền tiến đến quét sạch hết thảy bọn chúng hoàng kim chí tôn kim minh toàn thân kim ý xông lên trời tàn ma trà một cỗ khí tức cuồng xã tuy phản năm trước hắn là một đời hoàng kim chí tôn nhưng mà tính tình rất thực đã tôn khương tư nam làm thiếu chủ liền trung thành và tận tâm giờ phút này cũng muốn thành khương tư nam phần ưu tiểu sư đệ diệt sạch bọn hắn đi năm người dịch phi cũng cả đám lòng đầy căm phẫn đang đang sát khí nói trong nháy mắt khí tức mọi người như uyên như biển khí thế khủng bố mang tất cả thiên địa tự như thủy triều mênh mông để cho người ta khiếp sợ không thôi cảm nhận được khí tức áp lực cường đại kia sắc mặt của lão gia tử cùng khương tử thanh hơi có chút trắng bệch vô cùng chấn động lúc này bọn hắn mới biết nguyên lại từng nam mang về những người kia tất cả đều đã cường giả khủng bố chỉ là đã ẩn tàng khí tức mà thôi cướp đoạt đại hoàng bí cảnh coi khương tộc ta trên đồ bộc thay bọn họ làm việc hay là đánh gãy tay chân của gia gia cùng đại bá thật sự là hung hăng càn quấy mà khương tư nam giận quá mà cười trong ánh mắt tràn ra hàn mang càng ngày càng thịnh trong lòng của hắn tràn đầy sát cơ ngập trời đặng an lâm cùng hắn có chút mà sát kia vậy mà đi tới cản nguyên vực còn làm nhục gia gia cùng đại bá như thế ở trong nội tâm của khương tư nam đã phán quyết tử hình đối với hắn Lúc này đây, lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được đối phương. Bất quá Khương Tư Nam cũng suy đoán, chỉ sợ Đặng Á Lâm không biết quan hệ giữa bọn người Khương Vân Thiên và mình. Mà không mà nói dùng tính tình của Đặng Á Lâm, chỉ sợ đang người đại ca liền lãnh ít giữ nhiều từ lâu rồi. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Đại ca, những người sâu kiến đến cản nguyên vực rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Giờ phút này tâm tình của Khương Vũ Điệp Giống như Khương Tư Nam Tràn đầy phẫn nộ Nhưng mà nàng vẫn nhạy cảm nhận ra mấu chốt trong số đó Vạn tiên thành hào hào đãng đãng Đi tất cả nguyên vực vắng vẻ này Rốt cuộc là muốn tìm bảo vật gì Thanh âm của Khương Vân Thiên lạnh lùng nói Nghe nói là đang tìm một bảo vật hình tháp 9 tầng Một năm thời gian này Bọn hắn cũng sắp lật toàn bộ càn nguyên vực trên mấy lần nhưng mà như trước không có tìm được đồ vật bọn hắn muốn tìm. Cái gì? Bảo vật hình tháp 9 tầng à? Thần sắc của tất cả mọi người có chút nghi hoặc, cũng không biết cái tháp này là vật gì. Nhưng mà Khương Tư Nam nghe được, trong nội tâm lại nhảy dựng lên. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm là hồng bông tạo hóa tháp sao? Tháp 9 tầng, chẳng lẽ là hồng bông tạo hóa tháp? Nhưng mà kiện chiếc bảo vô thượng kia, làm sao sẽ ở càn quyền vực nho nhỏ này? Vừa lúc đó thiên tuyệt lão tổ phát ra Một thanh âm để trong đội tâm Cương Tư Nam nhảy rộ Cái gì là hồng mông tạo hóa tháp chứ Mọi người có chút nghi hoặc Không biết thiên tuyệt lão tổ Nói là vật gì Ngay cả Cương Tư Nam Trong lòng cũng có chút khiếp sợ thần không ngờ thiên tuyệt lão tổ Lại biết rõ hồng mông tạo hóa tháp Xem ra hẳn là biết rõ lai lịch của nó Mà Kim Bình thì trong đội tâm Khẽ động Hôm nay hồng mông tạo hóa tháp hay ở trên người thiếu chủ vì sao người vạn tiên thành lại biết chẳng lẽ có tin tức gì bị để lộ ra ngoài sao nếu thật như vậy mà nói vì thiếu chủ an toàn người vạn tiên thành một cái cũng không thể lưu nghĩ tới đây trong ánh mắt của kim minh hiện lên một tỉa sát cơ cả người cũng biết đại chiến hơn một vạn năm trước là nhân tộc yêu tộc cùng ngoại vực mà tộc đại chiến cũng không chỉ là phát sinh ở chân cương giới chiến hỏa thiêu đốt toàn bộ thái sơ đại thế giới cùng với ba nghìn giới chung quanh mà mục đích duy nhất chính là vì tìm kiếm tiền giới trí bảo hồng bồng tạo hóa tháp khương thiên tuyệt cũng không có dấu giếm tuy chuyện này ở trần cường giới xem như là bí mật nhưng ở thái sơ đại thế giới mọi người trên cơ bản đều biết cả rồi nghe nói đó là bảo vật vô thượng của tiên giới bởi vì có chút nguyên nhân rơi vào hạ giới đại nhân vật ở tiên giới muốn đạt được chí bảo này liền phái ngoại vực ma tộc đến thái sơ đại thế giới cướp đoạt thế cho nên xảy ra đại chiến khủng bố kéo dài trên vạn năm trong nội tâm của tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin tiền giới trí bảo sao hồng mông tạo hóa tháp nhưng mà vì sao lại xuất hiện ở trần cường giới hơn nữa sẽ ở càn nguyên vực nho nhỏ này nên cùng phản tiền thành biết đến cái gì đây hết thảy Chỉ sợ chỉ có tìm được người phản tiên thành Mới có thể biết rồi Xa xa đại bá Hai người yên tâm Đặng ai lầm kia ta sẽ đích thần bắt trở về Để cho hắn đếm thống khổ vô tận Còn có người phản tiên thành Diệt khường tộc ta một người Ta liền giết bọn hắn mười người Bọn hắn đã dám đến càn nguyên vực Vậy thì không cần quay trở về nữa Khương Tử Nam lạnh lùng nói Trong lòng sát cơ như thực chất Tử Nam hết thảy phải cẩn thận. Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh đều ân cần nói. Bọn hắn biết rõ, Khương Tư Nam đã chuẩn bị đi tại Hoàng Bí Cảnh rồi. Đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi. Còn có chúng ta nữa. Bọn người đoan mộc hàn, tiểu hòa thượng, Lý Kim Long lập tức lên tiếng. Muốn cùng Khương Tư Nam đi tại Hoàng Bí Cảnh. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn, chậm rãi nói. Các người đều ở lại chỗ này, ta một người đi là đủ rồi thu đây ta muốn đích thần mà báo mọi người thấy hắn kiên quyết như thế liền không có cưỡng cầu bất qua hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt lại khẽ mỉm cười nói từ nam hay lão gia hỏa chúng ta cũng rảnh rỗi cùng đi với ngươi xem một chút nghe nói đại hoàng viết cảnh là thái hư tộc huynh mở ra chúng ta vừa vặn đi nhìn xem thế nào khương từ nam nhẹ gật đầu biết cho hai vị lão tổ là muốn đi địa phương lưu lại kỷ niệm của tổ tiên khương thái hư bởi vậy cũng không có cử tuyệt Ta đi với ngươi Hoàng thiên y cũng đi tới Bạch y trắng tuyết dùng nhàn tuyệt thế Trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt Trong ánh mắt có một tia ân cần Nàng biết rõ khương tư nam vẫn nổ Bởi vì đứng ở đây Yên lặng đi theo bên cạnh hắn Lúc này đây Sau khi hóa hình nết bàn Thái độ của nàng đối với khương tư nam Dâm thịt thoáng cái điển biến hóa rất lớn Tuy như cũng có chút ngượng ngùng nhưng mà không hề trốn tránh. Đã trải qua sinh tử hoạn nạn kia, Hãy trái tim như đã sớm hòa làm một thể rồi. Tốt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam ấm áp, ra tay Hoàng Thiên Y, hóa thành một đạo lưu quang vọt về phía đại hoàng bí cảnh nơi phương Bắc. Thiên tuyệt cùng điện diệt lão tổ cũng nhìn nhau cười cười, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Mà giờ khắc này, trong đại hoàng bí cảnh, có một khu kiến trúc khổng lồ cung điện mọc đền san sát như rừng đình đài lâu cáp, câu nhỏ nước chảy tràn ngập ở trong tiền vụ thoạt nhìn tựa như tiên cảnh đây là địa phương khương gia kiến tạo hôm nay lại bị người vạn tiên thành chiếm cứ đã trở thành chỗ ở tạm thời của vạn tiên thành giờ phút này ở trong một cung điện hùng vĩ trên mặt giường lớn màu hồng phấn nương theo tiếng nam tử thở dốc cùng nữ tử rên rỉ hấp dẫn truyền ra tà âm để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Trong cung điện to lớn, khắp nơi đều là tà âm, tiếng thở gấp liên tục, tràn đầy một loại khí tức kỳ dị để cho mạch máu người ta muốn phun trào. Trèm che trè màu hồng phấn có tiết tấu lai động, xuyên thấu qua trèm cửa hồng nhạt, mơ hồ có thể chứng kiến mấy thân ảnh uyển chuyển như ẩn như hiện, tràn đầy hấp dẫn cực hạn. Thật lâu sau, một vầng sáng hồng nhạt thoáng hiện từ trên giường truyền ra một âm thanh cực kỳ thỏa mãn. Từ trên giường bay ra mấy thân hình, đều đàn nữ từ trẻ tuổi, chỉ khoảng 16-17, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng nõn, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, nhưng mà đã không có một tia huyết sắc, khí tức cũng không còn. Thiếu nữ phạm nhân vẫn không đủ sức, dùng để làm đỉnh lồ chỉ miễn cưỡng mà thôi, bật qua hương vị trẻ trung kia, thật là tuyệt một thanh âm lười biếng của nam tử trẻ tuổi vang lên xem xem mở ra từ trong đó đi tới một thanh niên tài trí bất phàm. giờ phút này đã mặc một bộ hoa vào chỉ là mặt mày tầm đó có một loại khí chất cực kỳ tà dị nếu lúc này khương tư nam ở đây nhất định sẽ nhận ra nam tử trẻ tuổi này là cháu trai của vạn tiên thành tam thành chủ đặng á lâm hắn lợi dụng mấy thiếu nữ kia tù luyện tả công hơn nữ ở trong phổ thành vô tức lấy đi tính mạng của các nàng. Trên tay của đặng Á Lâm hiện ra một đạo hỏa diễm, lập tức rơi xuống trên thi thể của mấy nữ tử. Anh đỡ long lánh, rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Đặng Á Lâm mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia đời biếng, tự nhủ Lợi dụng những nữ tử phàm tục này luyện công, nguyên âm không tinh khiết, âm dương hòa hợp chân kinh của ta, muốn nhanh một chút đột phá đến vương thiên cảnh, chỉ sợ rất khó thôi. Nhưng đưa từ trong trung thức về kia Ngược lại cũng rất đủ vị Chỉ là xa xa Vì để cho các nàng sưu tầm bảo vật Không cho ta đụng tới Lần này ta liền đi ngọc kinh thành một chuyến Chắc hẳn các nàng cũng không có gan dám cử tuyệt ta Giờ phút này tu vi của hắn Đã đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ Phải biết rằng hơn một năm trước Hắn còn bất quá là anh thiên cảnh mà thôi Hơn một năm kéo qua một đại cảnh giới Có thể thấy được âm dương hòa hợp chân kinh này khủng bố thế nào Càng nguyên vực duy nhược như thế nếu không có hai vị đại nhân kia chỉ sợ không ai biết trần cường giới còn có một viên địa vực như thế này ở chỗ này có thể chúa tể sinh tử của bọn họ chỉ có ta trong ánh mắt của đặng á lâm lộ ra một tia cao ngạo cùng lạnh lùng cất bước đi ra đại điện sát ý sát ý trùng tiên cương tư nam vừa nhắm mắt lại nhưng nhớ tới xa xa ngồi ở trên xe lăn sắc mặt tái nhợt hai chân bị chắt đứt còn có ống tay áo trống rỗng cùng khuôn mặt chán nản của đại bá nghĩ đến đây trái tim của hắn liền như bị rào cắt vạn tiên thành đặng á lâm trong nội tâm của khương tư nam tràn đầy lửa giận cùng sát cơn ngợp trời ánh mắt lạnh như băng tựa như hẳn bằng tuyên cổ bất hóa hắn lặng không hư độ đạp ở trên chín tầng trời bay nhanh về phía đại hoang bí cảnh Hoàng Thiên Y áo trắng bồng bềnh, tiền tự yểu điệu. Giờ phút này nắm tay Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Chứng kiến Khương Tư Nam như vậy, trong lòng của nàng cũng tràn đầy lạnh ý. Sau khi đạt đến phương giả, tốc độ của Khương Tư Nam đã nhanh đến cực hạn. Chỉ một lát tầm đó, liền vượt qua phản giảm, đi tới trong đại hoàng sơn mênh mang. Khương Tư Nam rất dễ dàng liền tìm được cửa vào đại hoàng bí cảnh. Chỉ là giờ phút này, lối vào truyền đến không gian chấn động mãnh liệt, được bố trí xuống trận pháp phòng ngự cường đại. Thần sắc của cương Tư Nam lạnh lẽo, phóng ra một bước, pháp lực mênh mông vô tận bộc phát ra. Quyền cương tràn ngập kíp hà, mang theo một cỗ khí thế hoành kích cửu trọng thiên, đột nhiên oanh lên trận pháp, rầm rầm. Thần quang vô tận đổ tung, hư không trực tiếp phá vỡ ra. Đạo đạo phủ văn bùng đổ, trận pháp cường đại kia bị phá vỡ đại địa run rẩy kịch liệt đi thôi Cường từ nam cùng hoàng thiên y chung một chỗ lập tức chui vào tại hoàng bí cảnh thân ảnh của hai vị lão tổ cũng lóe lên rồi biến mất là người phương nào vừa lúc đó một tiếng thét to truyền đến trong đại hoàng bí cảnh có một đạo kiếm quang sáng chói đánh úp lại cường giả các ở cửa, cửa đại hoàng bí cảnh phát hiện có người xâm lấn đoanh thân sắc của Khương Tư Nam đạm mạc, nhìn cũng không thèm nhìn chỗ kiếm quang bắn đến, Anh trong một quyền. Quyền mang kim sắc lập tức nổ tung Chui phi kiếm linh khí kia, sau đó thế đi không giảm, Anh một đại năng thông thiên cảnh thanh huyết vụ. Vèo! Khương Tư Nam lập tức đi đến trước mặt một người khác, một tay nam dự yết hầu của cường giả thông thiên cảnh phiên mãn kia, lạnh giọng nói. Đặng A ở chỗ nào? Nói hoặc là chết. Hai cường giả của thông thiên cảnh viên mãn kia trừng tròn xe, mặt đỏ lên, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới thiếu niên xâm nhập đại hoàng bí cảnh này lại cường đại thế như vậy. Cường giả thông thiên cảnh viên mãn bị hắn tiện tay một kích liền giết chết. Chẳng lẽ thiếu niên này là một vương giả sao? Nhưng mà tại sao càn nguyên vực lại có những vương giả khác xuất hiện chứ? Trong lòng của hắn phì tốc chuyển động, nhưng mà biết rõ giờ phút này thì mệnh huyền một đường không phải thời điểm do dự tay run rẩy chỉ về phía một mảnh khu kiến trúc xa xa tại tại đó oanh khương tư nam trực tiếp vứt hắn sang một bên thân hình hóa thành bột đạo lưu quang bay về phía khu kiến trúc xa kia mà tên canh cửa kia thì bị bột đạo hỏa diễm của hoàng thiên y tịch cuốn lập tức hóa thành trò bụi một lát sau cực tư nam cùng hoàng thiên y liên xuất hiện ở trên không một khu kiến trúc khí tức vô cùng khủng bố hào hảo, hảo đãng đãng phát ra để cho tất cả người ta cảm nhận được đều toàn thân dùng mình. Đặng Á Lâm đi ra nhận lấy cái chết. Một thanh âm quát lớn từ trong miệng cường từ nam vang lên, như đội âm cuồn cuộn Vàng vọng khắp trời cao. Người nào dám đến vạn tiền thành ta dương oai chứ? Không biết sống chết giết hắn đi. Từng thanh âm lãnh gốc vang lên trong khu kiến trúc phía dưới Lượm thức vọt tới mấy người bay ra mấy chục cường giả xuất hiện cả đám khuôn mặt lạnh như băng trong ánh mắt sát cơ tràn đầy nhưng cường giả này tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh cả đám khí tức cường đại nhất là ba lão giả cầm đầu đã đạt đến nửa bước vương giả vây quanh cương tư nam cùng hoàng thiên y ở trung ương ánh mắt của cường tư nam phát lạnh đặng á lâm ở chỗ nào ta không muốn nói lần thứ hai. Nếu không có người nói cho ta biết, các người cũng có thể đi chết đi rồi. Thành ngầm của Khương Tư Nam lãnh khốc vô tình, tràn đầy sát cơ rét lạnh. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cũng dám đến phản tiền thành ta dương oai, thật sự đã đủ ngông cuồng. Mặt lấy hắn, giao cho ba vị thành chủ đại nhân xử trí. Bà lão già đều giận tím mặt, thật không ngờ người xâm lấn kia lại can rỡ như vậy, lại muốn giết tất cả mọi người trong số bọn hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.